Thưa quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Văn Nam .vn. Kèo ký đổi các bạn. Chúc hình ống kính của Văn Nam đó là Đông Mỹ Hiệp, Kiệt Mỹ Hiệp. Kiệt thủ bàn ghi cho Đông đổi các bạn. Bên kia thì Celu Ngại. Celu thủ bàn cho Ngại đổi nha. Đánh tại sân ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, Chợ Mới, An Giang. Sau đích chợ mưa lớn các bạn. Các bạn nào yêu thích kênh Văn Nam thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Văn Nam nha. Chúc các bạn một buổi chiều xem video vui vẻ và an lành trong cuộc sống nha. Điểm 1-0 cho Mỹ Hiệp. Đông vừa phát điểm ăn trực tiếp. Điểm 2-0. Ta đá ăn 9, ta quay ra ta đá ăn 8 luôn, đá lại bắt 9. Còn chân mày. Hồi nãy thua để ta đá ăn 2 đá ăn 6 luôn. Ngại vừa đội bóng tốt bạn ơi. Đi đá ăn 8 này bên đây nãy nè, đủ không hay bên kia đổi. Điểm 1-2. Đổi sang mà không hay rồi băng bên đây ở đây ăn rồi. Bóng ngoài. Điểm 2 đều. Chạy về kịp, chạy lên cứu nữa. Ngày đó mang cá rồi lỗ tốt bạn. Mình nó chạy về kịp, sát lứ luôn mà. Điểm 3-2. Mình nó không nội chạy kịp. Tốt. Đụ má cái đó hụt. Ngại đội bỏ nhỏ tốt các bạn ơi. Kịp banh nhảy cao lỗ mổ là tốt sao? Cái đó lạc đạn. Đi nhảy rớt xuống trước. Điểm 4-2. Quá nó bỏ bây giờ là thua đó phải không Văn? Văn nó bỏ bây giờ thua. Thua cho mình. Bóng ngoài. Hay quá hay. Điểm 3-4. Đông vừa đội lỗ tốt các bạn. Điểm 4 đều. Bóng ngoài. Bắt tôi, bắt tôi. Đó của đó là đủ bản. Hai đội đổi sang các bạn. 5-4 các bạn. Ngoài mà trong trong nữa đủ. Đánh 10 điểm tới nha. Ngoài mà trong trong rồi giao mà bắt được. Đây Ngại và Salu. Điểm 5-4. Bên kia Đông và Kiệt các bạn. Đông Kiệt Mỹ Hiệp nha. Xe luôn Ngại cho mới các bạn.
mới xuống đây sao lên kịp. Đếm 5 đều. Ngại vừa tự sát nha bạn. Đang 6 kìa. Điểm 10 điểm rồi. Đang nằm mà đang sát rồi. Mình như đúng 10 điểm. Điểm điểm lên. Điểm 6 năm. Ngại vừa tự sát tại mấy các cơ quan. Điểm 7 năm. Bóng tốt. Điểm 8 năm. Ngại vừa bắt bách một hổng các bạn. Điểm 9 năm. Bóng tốt. Điểm 69. Trận đấu kết thúc các bạn. Bên Đông Kiệt Mỹ Hiệp thắng nha. Xin kính chào các bạn nha.